về. Thì mình có làm cho cái đồ xe của xăng đó
những chất dương đó được đốt sạch và thải ra theo đường khí thải, không tăng không tăng. Dạ. Giống như hồi nãy là mới nhắc tới ví dụ là làm cho cái bụng nó nóng đó, nóng xanh nó tăng lên rồi sẽ làm bay cái bụng nén đó. Thì theo em biết đó, khi mà đối với chiếc xe mô tô mà có bộ nén mà lớn thì cái nhiệt độ bùng đốt rất là quan trọng, thì nó sẽ dẫn, nhưng mà quá nóng á thì sẽ dẫn cái hiện tượng đó là nóng kiệt, tức là xăng nó tự nổ và bộ viên chưa kịp đánh lửa. Ví dụ mà nóng quá thì xăng nó tự nổ thì nó mới dẫn tới cái hiện tượng quá nhiệt của động cơ, đúng không ạ? Không phải hiện tượng quá nhiệt mà hiện tượng nóng kiệt, tức là xăng tự. Dạ, thì em hiểu ý anh rồi. Cái này cũng sẽ thông báo với anh luôn, nó sẽ không hiện xảy ra hiện tượng đốt cháy trước khi bùng lên lửa, bởi vì đây chỉ là một cái phụ gia kích thích cùng với lại phân tử xăng, nó không tự cháy được mà nó phải nhờ đến lửa nó mới cháy. Dạ, cảm ơn anh. Cho mình bổ sung một tí, thì khi em tập ca ở mặt vai hay đổ thì cái dòng sản phẩm này khi hoạt động để người ta tạo ra là xăng cao. Ví dụ mình đây. Alo. Sáng hiện tại mình 25 còn sáng này thôi. Nhưng nếu mà tạo ra một dòng sản phẩm mình gọi là premium thì dịch thời gian này nó lại. Và ở Facebook thì nó có dòng brand. Thành ra là cái tiền mà giống như anh nói thì không có lại và cũng như là có những cái phân tâm mà không được. Nên có câu hỏi gì nè. Đó là cái phương tích nó nhỏ mà thì giờ có lẽ có chia ra hay là bộ chảy gì. Tốt nhất là một lần đó mình chia nhiều xe để cho nó lời. Ví dụ xe nhỏ đi là 5.000 lít thì nó chia ra. Dạ, còn câu hỏi nào tiếp theo nữa mà với các anh chạy mô tô nè, đường dài các anh cũng đang không biết anh có câu hỏi nào mà hai mấy anh bên TC chúng mình đi đường dài nè, có câu hỏi nào không? Dạ, ở dưới thì mình còn câu hỏi nào nữa mà. Đổi kiểu luôn.
Red Lay chia tay với lại ốc 299 ra về. Thì xin chào các anh Red Lay, hẹn các anh dịp sau sẽ đến giao lưu với lại anh em Typhoon tại ốc 299 số 2 bit Nguyễn Hiệu Minh Khai quận Nhất. Rồi bye bye các anh luôn. Hẹn gặp lại các anh. Rồi xin chào các anh luôn nha. Hẹn gặp lại các anh. Chào các anh. Đơn giản nhưng mà lúc mà xử lý tình huống mới là quan trọng. Ví dụ như tình huống đó anh em qua rất là dễ, sao mình tới đó mình vướng lại đó là không có được. Ví dụ như mình chạy một tốc độ vừa phải, không có cần phải chạy theo mọi người, khả năng mình chạy bao nhiêu được thì mình cứ chạy bao nhiêu, không phải cố quá sức không được. Các bạn ơi, các bạn có thấy là một số những cái chia sẻ của anh Tuấn Tony rất là quý báu đi nha. Và Bông rất là ngưỡng mộ Tuấn Tony, nhóm Team Full. Và anh ơi, em có thể xin gia nhập nhóm của anh được không?
nhóm anh thì hiện giờ là chỉ có nhận nam thôi, vì những anh em sinh hoạt trong hội anh là nam. Các bạn ơi, con thì một người rất là yêu mô tô nhưng mà con không được gia nhập hội, vì hội này chỉ là toàn những anh chị nam thôi. Cảm ơn anh nếu cảm ơn em. Bạn ơi, thì bây giờ mấy anh em mô tô cũng rút từ từ đi về. Rồi hẹn gặp lại các anh em ở lần ấp sau. Xin chào. Bên đây thì mấy anh em vẫn còn đang thử xe của BMW. Hiện tại mọi người đang đứng bên ngoài cổng. Xe có tên Thịnh Nguyễn nha anh em ơi. Rồi sẵn sàng chưa? Ok, đổi kiểu luôn. Ok, cho nữa cho đó nhìn đây luôn. Ok. Rồi chọc luôn, 2, 3. Dỡ đầu luôn. Các bạn thấy vui không các bạn? Một buổi offline như vậy rất là quý luôn, hôm nay rất là thành công luôn các bạn ơi. Thì anh em tụ họp đầy đủ nhiều nhóm lắm. BMW nè, Hạc Lây nè, rồi Goldwin nè, các anh em quận Tân Bình, rồi anh em Hạc Lây kia. Thú vị. Một sự thú vị rất là nhiều. Và bây giờ xin mời anh em cùng tiếp tục theo dõi coi clip. Nhanh. Thịnh, 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 chỉ anh Danh nghe chạy Thịnh. Thôi, có thắng không? Về anh. Rồi cảm nhận của em cầm đi, dạ. Cầm đi. Dạ. Theo thấy chiếc xe này chạy rất là đã, cái nước xiết của nó móc rất là êm, cả chiều lên đến chiều xuống, đi trong phố rất là mượt. Dạ. Có người đường xa là hết bài rồi, không còn gì nói chê nữa. Ok. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Sẽ chạy thử test drive xe BMW nha các bạn.
mình lại tiếp tục chụp cho bé bông luôn. Seminar đổi kiểu luôn em, đổi kiểu luôn. Rồi nhìn đây luôn. Ok. Nữa không Phụng, chụp nữa không? Vuốt tóc của Phụng, hai gò má. Con cái máy là chụp đẹp hơn. Ok, đổi kiểu luôn. Thịnh qua đứng luôn Thịnh. Thôi chụp mình nó hơi ấp mình, đứng sát vô là ok. Ok. Hôm nay nhộn nhịp quá các bạn. Cho Dũng có vai trò là chụp hình và làm vlog cho các anh em. Thành ra được nhiều anh em kia đồ yêu mến và mình chụp giùm, thì cảm ơn anh em đã tin tưởng tay nghề và ủng hộ hình ảnh video của Dũng. Bây giờ bảo lại về tiếp. Ê, giờ bảo đã test xe xong lại về. Ok. Đây rồi. Nhưng mà có một cái lợi nữa nha đâu. Chụp đây được rồi, chụp tới là thấy xe nhỏ đẹp. Không rồi, ba em luôn. Okay. Hẹn gặp lại. Dạ, chào anh. Có gì ủng hộ. Có gì vô mày gì lâu rồi. Tifon Moto Lux Việt Nam. Ok anh. Lấy hình. Lâu rồi. Với lại phải YouTube Thái Dũng Official để coi cái video của em. Rồi chào anh nhiều nha. Rồi. Anh em đã về từ từ. Thì offline bây giờ cũng lâu rồi các bạn. Giờ mưa rồi. Đó là anh em về. Đây là cái con BM mà lúc nãy Dũng có test drive thử. Đó là SR1000. Rồi bảo nhìn thấy cái nữa bảo. Anh em bay cơ. Tay full. Rồi bạn thì bây giờ anh em BMW ra bài luôn. Rồi. Anati thì của offline là bắt đầu kết thúc từ từ các bạn, thì buổi offline sáng nay đã kết thúc với các bạn, thành công tốt đẹp.
Dũng hẹn gặp lại các bạn ở những buổi offline sau hàng tuần vào ngày Chủ nhật tại số 2 bit Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất nha các bạn, quán ốc 299. Chúc các bạn cuối tuần nhiều niềm vui trong cuộc sống và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào thân ái.